Liên tục các vụ trộm cắp xe bò, dù che xảy ra nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã khiến cho nhiều người dân thành phố vô cùng bức xúc. Mới đây, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vừa tiến hành phát hiện bắt giữ nhóm 3 đối tượng bao gồm Đinh Tấn Xuân, 39 tuổi, Huỳnh Đức Hạ, 29 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Hiệp Nam và Võ Văn Ninh, 23 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Bắc về hành vi trộm cắp tài sản của người dân để trước nhà. Sau quá trình theo dõi, Công an phường đã xác định được 3 đối tượng Xuân, Hà và Ninh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản của người dân để ở ngoài đường như là xe bò, dù che, nên tiến hành đấu tranh và mời về cơ quan làm việc. Tại đây, cả ba đều thừa nhận đã kết cấu với nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân để ngoài đường hay là trên vỉa hè. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán lại cho các hộ kinh doanh cà phê ăn uống có nhu cầu để lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Thử test nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua đây đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.